Viên. Tôi biết là cô mà. Cô đừng có hù tôi. Tôi không sợ cô đâu. Là cô đúng không? Tôi biết là cô mà. Cô ra đây đi. Cô ra đây đi. Mỹ Tiên à, đi đâu rồi ta? Sen, dạ. Cô Mỹ Tiên về rồi hả? Dạ con đâu biết đâu, sáng giờ con đâu thấy cổ. Cái gì lạ vậy? Trên phòng thì không thấy. Mà sáng giờ con có mở cổng chưa? Hay là cô Mỹ Tiên về mà con không biết? Đâu có đâu, con giữ chìa khóa mà, cổ về cũng phải biết chứ. Có chuyện gì anh hai? Hôm qua Mỹ Tiên tới nhà chơi, xong rồi cô ấy xin ở lại, cố tình xem mặt con ma xuất hiện trong nhà mình như thế nào. Nhưng sáng nay thì anh cũng nhìn thấy. Trời đất ơi, coi chừng con ma nó giấu cổ á. Nó bậy cái gì vậy? Con ăn nói tào lao, ma mảnh gì vậy này? Mà anh mọi người cứ tin ba chuyện vớ vẩn chi không biết nữa. Con nói thiệt mà, cậu không tin đi, bữa nào nó về nó kéo chân cậu cho coi. Con là con thấy rồi cho nên con mới nói, chứ con đâu nói tầm bậy đâu. Mà sáng giờ con có đi tìm cô Mỹ Tiên chưa? Dạ không. Coi ăn nói tùm lum tùm la. Mỹ Tiên,
lò. Tốt qua cô gặp ma ngất xỉu, vậy mà sáng nay còn đi làm được nữa hả? Tôi đâu phải là loại người nhát gan, bao nhiêu đó thôi đâu có thể quật ngã tôi được. Tôi hỏi câu chuyện này, có thật là tối hôm qua con ma nó giáp mặt với cô không? Nó tự nhiên lù lù xuất hiện trước mặt tôi, mặt mày đầy máu me gớm ghiếc. Gặp tình trạng như vậy ai mà không ngất xỉu cho được chứ. Mà ngất xỉu rồi ngủ quên thì có sao? Những sản phẩm này hoàn toàn bằng chất liệu 100% thiên nhiên, đa dạng và màu sắc. Nếu dùng những sản phẩm này mà thiết kế ra những mẫu trang phục thì sẽ tôn lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái cho người phụ nữ. Mềm, mát và mịn là cảm giác đầu tiên khi em sờ vào mặt hàng. Em sẽ đưa nó vào bộ thiết kế trong bộ sưu tập mùa hè của mình. Nghe điện thoại nha. Dạ. Alo. Chị nghe nhưng mà bình tĩnh, đừng có khóc nữa. Thôi được rồi, em ở đó, chị tới đi. Em có việc phải đi, em đi trước nha. Đi đâu mà gấp vậy? Để anh kêu tài xế đưa em đi. Không cần đâu, em đi taxi được rồi. Cẩn thận. Tìm kiếm cái ca mổ thì sẽ chị nghĩ là mình phải bỏ cho bác đó, nếu không thì sẽ nguy hiểm. Em thật may mắn mới bỏ tới được chị. Chị cũng đang nói lần này đó là nhớ không lần này chị không biết cái bao giờ em mới trả hết được. Được nghĩ là sẽ trả ơn lại cho chị. Bệnh viện đó có tốt không anh? Nếu như cảm thấy không ổn, chị phải nhắn cho bệnh viện lớn hơn. Ở đó trang thiết bị cho lắm. Xin lỗi, chị có sao không chị? Trời, hai chị xem cái kiểu gì vậy? Chị có cần đưa em đưa đi bệnh viện không? Hai làm luôn việc của tôi hết rồi, không cần đâu. Vậy thôi em xin em đi nha chị.
Thật là đáng nghi ngờ mà. Lần trước á thì bị giật điện thoại, lần này á khi em đang theo dõi Minh Vy thì lại bị bọn chúng tông xe. Chắc chắn là người của Minh Vy làm rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Kiên Quốc, anh có nghe em nói không vậy? Anh đang nghe nè. Nhưng mà nãy giờ em nói vòng vo, không có chứng cứ gì hết trơn á. Mà anh tối ngày có đòi chứng cứ với em gì hả? Phải chi em biết hai người đó đi đâu và làm gì. Đằng này á, em bị quẹt xe rồi nghi ngờ người ta. Đáng nghi đáng ngờ thì làm sao mà anh tin được. Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ em hỏi anh nè, anh có thấy kỳ lạ không? Hết người này tới người kia lại gặp ma. Ngay cả em cũng gặp ma nữa. Nhưng mà hôm đó em gặp ma thì em xỉu mất tiêu rồi, nên là không có bắt tại trận được. Nhưng mà em chắc chắn con ma đó là Minh Vy. Chứ ma cỏ gì á mà dạng dữ vậy? Chưa gặp mà đã xỉu rồi. Em không có gan gì hết trơn á. Mà xỉu rồi sao mà em tìm được chứng cứ chứ? Anh, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Minh Vy. Ê, ủa, Lộc. À, Mỹ Tiên. À, Mỹ Tiên. Lần nào cũng vậy, mém tin rồi mà không chịu thuyết phục nữa. Nhưng mà cũng sao, ta sẽ có cách giúp mẹ. Anh tới rồi hả? Ủa, con bé đánh nhau dài hả? Không, tôi bị té xe thôi. Anh ngồi đi. Có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Rốt cuộc thì cô người mẫu Như Mai, người tình của anh, có mối quan hệ gì với Minh Vy? Minh Vy? Tôi chưa nghe bao giờ cô ấy nhắc tới Minh Vy. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghe cô ta nhắc tới Minh Vy hay sao? Tôi vừa bắt gặp cô ta với Minh Vy trong một quán cà phê. Hai người thân thiết với nhau như hai chị em. Vậy thì thật là chưa bao giờ nghe Như Mai nhắc tới Minh Vy. Chắc có lẽ hai người đó gặp nhau trong những show diễn. Như Mai là người mẫu, còn Minh Vy là nhà thiết kế. Ngoài ra chưa bao giờ nghe nói về mối quan hệ thân thiết nào. Anh không thấy lạ hay sao? Hai người đó thân thiết với nhau, một người thì tiếp cận Trọng Lưu, một người thì tiếp cận anh. Cuối cùng họ có mục đích gì? Tôi làm sao biết được. Anh cho tôi xin số điện thoại của Như Mai đi. Có nên đứt dây động rừng? Tôi có cách của tôi, yên tâm đi. Uống nước đi. Hai người hẹn tôi ra đây, chắc có chuyện gì quan trọng phải không? Tôi biết là rất khó nói chuyện này với bạn. Nhưng Mỹ Tiên vì lo lắng cho bạn cho nên mới nhờ tôi hẹn bạn ra đây nè. Anh à, thật sự đó, có quá nhiều chuyện xảy ra. Chẳng lẽ anh không thấy dấu hiệu gì bất thường hay sao? Mỹ Tiên à, có chuyện gì quan trọng thì em cứ nói thẳng ra luôn đi. Về chuyện em đã gặp ma ở nhà anh. Điều đó anh không khẳng định vì nó không rõ ràng. Thật sự anh không nhớ gì nữa cả. Nhưng em thì thấy rất rõ ràng. Em còn đi theo bóng ma nó ra ngoài vườn. Nhưng em sợ quá, ngất xỉu rồi cũng quên ở đó luôn. Vậy thì sao? Em còn nữa, còn chuyện Kim Luyến biết chơi trò gõ móng tay giống như là Minh Vy. Nhưng khi em hỏi thì cô ta lại nói là Thu Phương giải cho cô ta. Gần đây em lại phát hiện Như Mai có mối quan hệ thân thiết với cô ta. Mỹ Tiên à, anh đã quá mệt mỏi.
chỉ có rất nhiều chuyện xảy ra đối với anh. Anh không muốn em lo chuyện Minh Vi ra để nói chuyện với anh nữa, được không? Không. Em biết bây giờ em có nói gì với anh á thì anh cũng không có tin em. Nhưng thật sự có lần em đã thấy Minh Vi đánh Kim Luyến, em còn chụp hình lại nữa. Nhưng hôm đó em bị giật túi xách nên là em cũng không bằng chứng đưa cho anh. Trọng Lưu, mình biết á là cậu tin và yêu Minh Vi lắm, nhưng Mỹ Tiên làm như vậy á cũng vì lo lắng cho bạn thôi. Mình năn nỉ bạn luôn á, bạn tin Mỹ Tiên đi, mình năn nỉ luôn á. Trọng Lưu à, anh không thấy Minh Vi cố tình tiếp cận anh, em nghĩ tất cả mọi chuyện này đều có sắp đặt. Anh tin em đi có được không? Mỹ Tiên à, làm sao anh tin những điều em nói là sự thật đây? Em nghĩ nếu anh thử một lần cho Minh Vi và Như Mai gặp nhau, khi nhìn thấy thái độ của họ thì em nghĩ là anh sẽ tin em. Được, anh sẽ làm theo ý của em. Nhưng nếu như mọi chuyện không đúng như lời em nói thì anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh nghe những điều không tốt của Minh Vi. Chào em. Anh luôn. Kiên Quốc, anh tin em đi, em không có nói dối. Đến bây giờ mà Mỹ Tiên còn chưa quên được Trọng Lưu, mình phải chờ cô ấy đến bao giờ đó? Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Chuyện gì? Tôi muốn biết mối quan hệ giữa cô và nhà thiết kế Minh Vi là như thế nào. Tại sao tôi phải cho cô biết chuyện mối quan hệ của tôi? Tôi biết ở trên đời này không ai cho không ai cái gì. Nếu như cô xác nhận mối quan hệ giữa cô và nhà thiết kế Minh Vi, tất cả số tiền này sẽ là của cô. Tôi chỉ cần cô nói đúng như sự thật là được. Ok, được thôi. Tôi và chị Minh Vi thông tình với hai chị em, có công nhận điều này cho mọi người biết thì có sao đâu. Tốt lắm, cô chỉ cần làm theo những gì chúng ta nói hôm nay. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Em uống nước đi. À, em đói không? Anh vô làm hủ tiếu xào và em ăn nha. Không cần đâu, em đang căng thẳng muốn chết đây nè. Em á thì đã nói như Mai hẹn Lê Lộc ra rồi, nhưng mà không biết Trọng Lưu có đưa Minh Vi tới không nữa. Trọng Lưu hứa là sẽ làm mà. Nhưng mà anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Sao áp uống vậy? Anh nói chuyện này ra em đừng có giận anh nha. Ừ. Nếu em phát hiện ra mọi chuyện không đúng như em nghĩ thì em có bỏ cuộc không? Anh nghĩ là em đừng theo đuổi mối quan hệ rắc rối này nữa. Anh sợ em sẽ bị tổn thương á. Em cũng đâu có muốn như vậy đâu. Sao lại là Mỹ Tiên? Thì chị ấy mời tụi mình ăn mà. Như Mai, em tới rồi đó hả? Anh Quốc, đây á là Như Mai, là bạn của em và cũng là bạn của Lê Lộc. Vậy hai người ở đây nha, để mình vô mình làm nước cho các bạn luôn. Cảm ơn anh. Em ngồi đi.
Sao trùng hợp vậy? Đúng là tình cờ thiệt. Lộc, sao em ở đây? Là em mời Lê Lộc tới đây. Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi mà. Ủa? Ê, sao không hẹn mà gặp? Ngồi ngồi chung luôn nha. À, em nhận cho chị rồi. Chị có phải là nhà thiết kế nổi tiếng Thanh Vy không? Nhận được chị em mừng quá. Thật ra có mấy lần em diễn trong show của chị, nhưng chắc chị không để ý em đâu, vì em cũng chỉ là người mẫu hạng B thôi. Tôi xin lỗi nha, tại công việc bận rộn quá cho nên là không bao giờ để ý tới người mẫu trong show của mình. Không sao hết, giờ chị để ý, nhớ lần sau có show lớn hú em nha chị. Nhưng Mai, cô đang nói cái gì vậy hả? Cô nói đi chứ. Tôi nói cái gì? Tôi trả tiền lại cho cô nè. Cô nghĩ cô trả tôi bao nhiêu tiền đây thì có thể để cho tôi bán rẻ lương tâm của tôi sao? Tôi và chị Minh Vy có quen biết gì nhau đâu mà tôi phải hại chị ấy. Nè, mọi người có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Để em nói cho mọi người biết, chị Mỹ Tiên đã hẹn gặp em và hứa sẽ trả cho em một số tiền rất lớn nếu như em nhận em và chị Minh Vy có mối quan hệ thân thiết với nhau. Nhưng em đâu thể vì tiền mà hại người vô tội được. Cô im đi. Sao cô dám ăn nói ngang ngược như vậy hả? Cô là loại người gì vậy? Minh Vy, thì ra cô đã thông đồng với Như Mai để hại tôi. Cô hãy đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng lột bộ mặt nạ của cô ra. Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Cô đừng ở đó đóng kịch nữa. Trọng Lưu à, anh hãy tin em đi, em không có gạt anh đâu. Thôi đủ rồi, mọi người đừng có lớn tiếng được không? Đây là chỗ kinh doanh của Kiến Quốc, mọi người đừng có ồn ào nữa. Em Mỹ Tiên à, mọi chuyện nó quá rõ ràng rồi, em đừng có vu oan cho Minh Vy nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Mỹ Tiên Bí tiên, em bình tĩnh lại đi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh ấy, em chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà. Em không cam tâm. Em đã làm tất cả mọi chuyện gì ở đây, vậy mà bây giờ trong mắt anh ấy em chỉ là một kẻ dối trá thủ đoạn. Anh nghĩ Trọng Lưu chỉ là hiểu lầm em thôi. Em phải cho Trọng Lưu thời gian, từ từ Trọng Lưu sẽ hiểu mà. Anh ấy sẽ không hiểu em. Mỹ Tiên, anh rất hiểu hoàn cảnh của em. Để sống với một người vợ bị bệnh tâm thần như vậy thì chuyện đi ra ngoài tìm cô gái khác cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự những chuyện đó em chỉ là đi mua vui thôi, chứ thật lòng lúc nào em cũng nghĩ về vợ. Hãy cố gắng chăm sóc tốt cho em gái anh, anh hứa sẽ không ngược đãi đâu. Anh tin là một ngày gần đây nhất Kim Luyến sẽ tỉnh lại. Khi nó tỉnh lại, anh không muốn nó sốc vì phải ly hôn. Nhiều lúc em nghĩ tới chuyện đó em chán nản vô cùng, có khi em còn muốn chết quách đi cho xong. Cố gắng chăm sóc tốt cho nó, anh hứa sẽ bù đắp cho em xứng đáng. Ngoài những cổ phần ở trong công ty, anh còn chuyển cho em một số tiền đủ để em sống sung sướng suốt đời. Dạ, nếu như mà anh nói như vậy em cảm ơn anh. Nhớ những gì hứa với anh nha, vì anh chỉ có một đứa em gái thôi. Dạ, em biết rồi, em xin hứa. Mm-hmm.
Tiên. Em nhát lắm. Hãy để anh. Vì em, anh sẽ làm tất cả. Nếu sự thật đó là Minh Vi, anh sẽ tìm nó được. Anh sẽ ở đây một ngày. Không, một tuần. Không, một năm. Anh sẽ ở đây một năm để tìm ra được sự thật. Không lẽ cô má 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 thiệt á trời. Kêu. Trời Mỹ Tiên ơi, trời Mỹ Tiên ơi, anh sợ má thiệt cứ Mỹ Tiên. Anh sợ má thiệt, đâu có gan gì đâu. Mỹ Mỹ Tiên. Mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua thôi. Không có chết. Ma làm quá. Không có chết thiệt. Cùng lắm rồi chết khiếp mà thôi. Chết khiếp xong có người dội xuống nước là tỉnh lại cũng được. Ô chị, ô chẳng cô là. Ô chị, ô sẵn cô là. Ô chị, sẵn cô là. Sợ cứ là con mèo. Mèo nó làm gì sợ dữ vậy? Thiên Quốc hả? Có sao vậy Thiên Quốc? Anh này có sao vậy hả? Có sao không? Chuyện gì không? Ủa mà sao ông qua đây giờ này vậy? Tôi qua thăm ông. Nhớ qua thăm ông. Thăm tôi xong vô nhà mà tại sao ra đây? Nói thật cho tôi biết đi, ai xúi ông qua đây đúng không? Ai xúi? Ai? Ai Mỹ Tiên kêu anh mà. Thiên Quốc Thiên Quốc, em biết sao không? Anh bước lên cái cửa, anh nhào cái hàng rào, anh bước xuống, anh núp vào cái bụi cây, anh vén lá này. Anh phát hiện là còn xa nhà Trọng Lưu quá, cho nên anh trườn anh lăn đến cái cửa, anh dòm vô trong. Trời ơi, bên trong tối thui, âm u thấy ghê lắm. Rồi từng cơn gió thổi qua, anh lạnh. Cái anh nhắm mắt lại, tự nhiên một bóng đen vô qua. Anh nhào lên. Con mèo, anh đã thử thế rồi. Anh tưởng đâu là con ma. Ai là con mèo? Cái anh trấn tĩnh lại, mình núp vào cái cửa bên đây. Cái đôi mắt anh cảm giác cay cay, anh u mắt kiếm ra, anh lấy tay anh xoa xoa xoa
anh bỏ tay xuống, anh mở mắt ra, trời sáng. Có nghĩa là trong lúc xoa mắt anh đang ngủ quên. Có nghĩa là anh không hoàn thành nhiệm vụ. Và có nghĩa là anh xin lỗi em. Lần sau anh sẽ làm lại việc này một lần nữa, và nó sẽ cẩn thận hơn và phát hiện được nhiều điều hơn, và anh sẽ báo cáo cho anh biết. Anh nói với em sáng sớm tới đây có việc quan trọng, chỉ vậy thôi hả? Thôi em phải đi làm đây, có thông tin gì khác á thì hãy gọi điện cho em. Mỹ Tiên, vì em anh có thể làm tất cả. Thiệt đó. Làm việc đi. Mỹ Tiên à, một mình em đã đủ lắm rồi, đừng có kéo Chiến Quốc vô nữa. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Em không hiểu à? Để chứng minh lời em nói là sự thật, tối hôm qua Kiến Quốc đã vô nhà anh để định bắt ma theo ý của em đó. Kiến Quốc là người rất hiền, rất là nhát. Muốn chứng minh là chứng minh gì đây? Chưa gặp ma thì đã xỉu rồi. Từ đây về sau em đừng có làm những chuyện vô bổ nữa. Trong luôn à? Anh, em nghe nè, anh về tới nhà chưa? Anh về tới nhà rồi. Xin lỗi em nha, ngày mai anh đi miền Tây sớm, cho nên không thể ở bên em để nói chuyện nhiều hơn. Em có sao không? Em không sao, anh đừng có lo cho em quá mà. Anh xin lỗi em về chuyện Mỹ Tiên nha. Anh tin chắc rằng từ đây về sau Mỹ Tiên sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Nói chung cũng khó trách cô ấy tại sao lại đối xử với em như vậy lắm. Mình phải cho cô ấy thời gian chứ anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Em đúng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu và dị tha. Em may mắn có anh là đủ lắm rồi. Đối với em không có chuyện gì quan trọng nữa đâu. Anh đi Cần Thơ 2 ngày nữa mới về. Có gì em qua nhà chăm sóc ba và em gái của anh nha. Anh cứ lo công việc đi, để họ em chăm sóc cho. Thôi anh ngủ sớm ha, mai còn lái xe đường dài nữa. Anh biết rồi, anh sẽ ngủ sớm. Chúc em ngủ ngon nha. Bye bye. Kiến Quốc. Anh Kiến Quốc. Ủa, Mỹ Tiên, sao em căng thẳng vậy? Ai ăn hiếp em hả? Nói anh đi, anh trừng trị người đó cho. Thôi đi, anh giúp em đâu không thấy, chỉ toàn là hại em không à. Em kêu đi bắt ma hồi nào, để bây giờ anh Trọng Lưu hiểu lầm, rồi còn trách em là sai khiến anh đi điều tra nhà anh ấy. Đã vậy anh còn xỉu ở đó nữa chứ. Vậy mà anh nói với em là anh không có sợ ma. Thôi đi, từ đây về sau anh đừng có tự ý giúp em chuyện gì nữa hết á. Em thấy anh càng làm càng rối thôi à. Em tự làm một mình được rồi. Mỹ Tiên, Mỹ Tiên, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, lúc nào anh cũng quan tâm và giúp đỡ em mà. Yên tâm, lần sau anh sẽ tìm cách khác tốt hơn. Cười gì? Một trước giờ chưa thấy bị bạn gái la hả? Tập trung làm việc đi. Thank you.
Trục Lưu đi Cần Thơ rồi mà. Ai ở trong phòng anh vậy ta? Lê Lộc, anh ta làm gì trong phòng làm việc của Trọng Lưu? Đây đâu phải là phòng làm việc của anh. Anh vô đây làm cái gì vậy? Tôi vô tìm hợp đồng của công ty May Ba Xanh. Anh vô tìm hợp đồng thì cũng đâu cần ngồi lên ghế của tổng giám đốc. Mà anh cần tìm hợp đồng gì có thể hỏi tôi mà. À, đúng rồi. Hồi sáng nay á, Trọng Lưu đi công tác, tôi thấy Minh Di tới nhà tôi đó. Không biết cô ta qua nhà có chuyện gì không biết. Anh Trọng Lưu đi công tác 2 ngày, cô ta làm chủ căn nhà đó rồi còn gì nữa. Tôi thấy á, bây giờ là thời cơ quyết định của cô đó. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Thì trong lúc này Trọng Lưu đi vắng, cô theo tôi về nhà chăm sóc gia đình tôi. Tôi thấy chuyện đó có lợi cho cô đó. Tôi ủng hộ cô. Ông cần thứ này. Rượu cho tôi. Rượu. Rượu. Đây là thuốc an thần của ông. Rượu cho tôi rượu mà. Ông cần uống nó để quên đi tội ác của mình phải không? Về đây đòi công lý. Tôi không biết gì hết mà. Tôi không biết gì hết đó. Đúng của tôi. Đúng của tôi. Một câu nói không biết là ông có thể chạy được tội của mình không? Chính ông là kẻ khơi mào. Ông đã giết một người đàn bà đơn độc. Ông không phải con người. Ông là một con quỷ. Quỷ. Tôi là quỷ. Đó ra quỷ của tôi. Quỷ của tôi. Cả nhà các người hãy chờ đi. Tao sẽ bắt từng người, từng người một trả giá cho hành động. Trả bạc lại cho mẹ tao. Trả bạc lại cho mẹ của tao.